Những năm qua, công tác an sinh xã hội gắn với cơ chế chính sách cụ thể, quan tâm đến các đối tượng đã được tỉnh Hưng Yên thực hiện đồng bộ, đầy đủ, kịp thời, qua đó đã tạo được sự tin tưởng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025, nhiều cán bộ đảng viên trong tỉnh đã tích cực đóng góp những ý kiến tâm huyết vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18 trình đại hội. Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh những năm qua. Hiện nay, toàn tỉnh đang chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho hơn 24.300 người có công và thân nhân người có công. Giai đoạn 2016-2020 đã hỗ trợ xây nhà mới và sửa chữa nhà ở cho hơn 4.600 hộ gia đình người có công và hộ nghèo. Năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 1,9%. Hoàn thành trước một năm so với mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đề ra. Tôi nghĩ rằng kỳ đại hội tới thì chúng ta cũng nên tập trung chỉ đạo và điều hành những cái nhiệm vụ này, thực hiện quan tâm được nhiều hơn nữa công tác an sinh xã hội. Dự thảo báo cáo chính trị Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đặt ra mục tiêu về lĩnh vực xã hội cho nhiệm kỳ tới. Với mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%. Bên cạnh việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của các cấp, các ngành, sự vào cuộc của các tổ chức xã hội, cán bộ, đảng viên trong tỉnh đã đề xuất những giải pháp hữu hiệu để giảm nghèo bền vững. Cái giải pháp căn cơ quyết định là cái giải pháp thứ nhất là cái công tác lãnh đạo, chỉ đạo và cái công tác tuyên truyền để cái nhận thức về các công tác thoát nghèo. Vì trước đây thì chúng ta đối với cả các chính sách đối với người dân thì cho là cho thụ hưởng. Nhưng tới đây thì theo cái hướng là cho họ cái cần câu chứ không cho con cá thì họ sẽ thoát nghèo một cách bền vững. Cái việc nữa là cái việc quan trọng là huy động xã hội hóa, huy động các nguồn lực xã hội để cùng chung tay giảm nghèo. Đối với mục tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 98%, bảo hiểm xã hội 45%, cán bộ, đảng viên cho rằng đây là một mục tiêu lớn, đòi hỏi trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh việc bám sát vào mục tiêu đề ra để đưa ra các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể theo từng năm, cần có sự phối hợp giữa các cơ quan hữu quan trong việc thanh tra, kiểm tra và quản lý đối tượng có nghĩa vụ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tăng cường cải cách thủ tục hành chính để người dân và người lao động dễ tiếp cận với các chính sách và dễ tham gia các loại hình bảo hiểm xã hội. Tôi nghĩ rằng để thực hiện cái mục tiêu lớn này của Đảng thì chúng ta cần phải tập trung công tác tuyên truyền, chủ yếu là đối thoại trực tiếp để người dân, người lao động, chủ dụng lao động hiểu và rõ cái quyền lợi và trách nhiệm của mình để cùng đồng thuận. Và một cái giải pháp nữa đó là cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, làm sao cho thủ tục nhanh gọn, không để hồ sơ chậm muộn. Cái thứ hai nữa là chúng tôi còn phải xác định rõ là tiến tới về tận nơi cư trú phục vụ nhân dân cũng như đến doanh nghiệp để phục vụ người lao động cũng như chủ sử dụng lao động. Đối với mục tiêu 10 bác sĩ trên 1 vạn dân, cán bộ đảng viên ngành y tế đề xuất cần có những giải pháp mang tính chất đặc thù với ngành y nhằm thu hút bác sĩ về công tác tại các cơ sở y tế tuyến huyện và tuyến xã. Muốn đạt được cái tỷ lệ 10 bác sĩ trên 1 vạn dân thì theo tôi thì cần phải có một số những cái giải pháp tăng cường công tác đào tạo. Để tăng cường cái số lượng bác sĩ thì phải có cái chính sách thu hút. Từ trước giờ thì tỉnh cũng đã có những cái chính sách thu hút bác sĩ. Tuy nhiên thì từ mấy năm nay thì cái chính sách này đã tạm dừng rồi. Thì hiện tại là cái việc thu hút bác sĩ rất là khó khăn. Khi các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội được quan tâm và đi vào cuộc sống, sẽ góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân. Những ý kiến tâm huyết về vấn đề an sinh xã hội cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với văn kiện Đại hội Đảng.